Em Vũ xin chào cô chú anh chị. Hôm nay có một số đồ mới về đang đem bán ha. Chuyện này cho nó bớt cái đồ chỗ này nó tránh ra cho năm mai. Trời ơi nó mới nè. Cái này là thùng xăng của Gim 125. Cái bát yên này chắc thêm độ chắc nó vô 110 được quá, tại nó ba lỗ nè. Cái bát yên này không biết giống 110 không ha. Chắc giống quá. Và bây giờ cái bát yên này của Gim 125 nè, nó ba lỗ, nó giống 110 với phu 1 nè, nó giống hệt chứ đâu nữa, không khác đâu. Cái bát yên này em bán 200.000 nha. Cái bát yên này 200.000. Ba con ốc, ba miếng lông đền, thùng hạt cô đầy đủ chân, bán 300.000 cái bát yên đó. Rồi cái thùng xăng lớn. Cái thùng xăng lớn này nó có nắp xăng luôn. Thùng xăng lớn Gim 125 nè. Bảy màu. Nó nắp xăng hết trăm mấy 200.000 nè, đây hàng Gim gất xe. Chứ cái này là cái báo xăng mà nó. Trời ơi nó chảy xăng. Rồi nói chung là tháo cái khóa này ra, bán khóa cái khóa yên là riêng là cái bát yên là riêng là 200.000. Rồi cái thùng xăng lớn sẽ có nắp xăng và có báo xăng. Bán cho bà con là 400. 400 cái thùng xăng lớn này. Đó, cho anh em muốn chế cháo gì đó chế hoặc đưa vô Gim 125 đời cũ 400.000 bao ghẻ luôn. Bao ghẻ gầy thấy ham luôn. Ghẻ hay ham quá. Rồi, cái khóa yên này gỡ ra bán cái khóa yên 200.000, rồi cái phần này 400. Rồi sẽ dính cái này. Thì dính cái này. Rồi phần này cho qua. Cái này lấy cái đầu bịch cái lỗ lại nó chạy xăng ra ngoài, nó thôi. Rồi cái này là cái thùng xăng lớn của Quy Y, hàng Quy Y 2010 mới về. Thì nó sẽ gắn full channel FE và full chỉ FE nè. Made in Thái Lan nha. Full neo, full X, FE là vô nha. Full neo 27, 8, 9, 10, 11 là full X đó. Vô luôn cái thùng xăng lớn của Quy Y 2010 này. Rồi Quy Y này sẽ có là Quy Y 26 đến Quy Y 2011 là vô hết. Quy Y 2010. Đó, đất trời 2023 cái thùng xăng lớn này giá 1 triệu nha bà con ha. 1 triệu đó cái thùng xăng lớn của Quy Y 2010. Nó phun xăng điện tử nha, ở dưới không có cái lỗ gì đâu nha ha. Quá trời đẹp luôn. Đó cho anh em xài. Rồi phần này cho qua. Rồi phần này cho qua 1 triệu. Đang làm con chờ chút xíu ha. Cái đuôi đèn lái của cái này là cái đuôi đèn lái của 204. 204 gắn qua alpha lốc trắng lốc đen được. Đang quay phim con đường nó như sao. Trời trời. Đuôi đèn lái 204 570.000 nha bà con ha. Lúc trước 550 giờ lên giá nè. Đuôi đèn lái 204 là Thái Lan xịn. Nó sẽ có nguyên combo là bóng chá kiến đầy đủ, bóng chá kiến luôn, đế luôn ha. Không có hai cục thun này. Chúng ta mua hai thun vô, chụp dây điện đèn lái luôn. 570.000 nguyên combo. Lúc trước 550 à, lên giá ở Tân Lai xịn. Đuôi đèn lái 204. Đó, 550 570.000. Đồng hồ 201. Đồng hồ 201 Thái đây. Đồng hồ 201. Bán cho bà con cô bác với cái giá là 1.550.000. Đó. 201. Cho anh em lên rất là đẹp nha. Quá đẹp luôn chứ rất đẹp gì nữa. 201 đẹp thiệt. Có chiếc full nè. Rồi ơi, tài kim nó đã nè. Đồng hồ Gim của Thái. Chụp dây điện đèn pha đây. Cái gì mà đẹp vậy? Không nổi ơi. Đất đời 2023.
KFLM mã QR luôn. Ghê vậy. Rồi đồng hồ 201 đầy điện gì đủ luôn. 1.550.000. 1.550.000 đồng hồ 201 nha. Cái này chụp hình nè, ba cái đồng hồ này chưa chụp hình nè. Rồi chắc mấy kia ghim chưa? Có 5 cái ngước lên. Vỏ ghim tem lỡ chắc lên. Đó. Thì cái phần đó lấy cái này ra đây qua cặp mâm trước đi ha. Rồi lên luôn đây, lên luôn. Vỏ ghim tem lỡ. À, có cái sao không à, bây giờ em giờ cái sao, em bán cái sao đặc biệt chỉ cái like hôm nay thôi. Vỏ sao tem lỡ 5 cái. Đó. Một cái là bán cái sao nha, bán lẻ cái sao. Đó, anh em nào có mòn cái sao anh mua mình thay vô. Vỏ ghim tem lỡ 450.000, vỏ cái sao 450.000 các bà con ha. Ghim tem lỡ cái sao là ghim bán cầu. GN5. Chỉ có 5 cái thôi, hôm nay giờ có 5 cái sao thôi. Đó, vỏ gai tem lỡ, cắt ra đi nó. Cắt ra đi, cắt ra. 450.000 cái sao hết trơn cái trước rồi nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay cái này trước, để cái đó chúng ta quay sau. Đây là chúng ta mâm của hàng Full Chalet, là hàng ghim gỡ xe. Ghim gỡ xe thì em bán bên đây là 2.3 một mâm. Ha, có bạc đạn là begin nè, bạc đạn, ống chỉ ở trong. Bạc đạn và ống chỉ đầy đủ nha. Đó, hàng ghim gỡ xe chưa qua sử dụng luôn, keng xà beng luôn 2.3. Còn hàng mới thì bên em không có nghe, hàng mới hãng mắc hơn nghe bà con ha, hàng mới không có. Đời 2022. Đây tháng 9 2022 đây. Hàng ghim gắt xe có cái keo màu xanh xanh dính trong cái keo gon ốc đĩa luôn nè. Nè keo gon nè ha, còn dính keo nữa mà. Nhiều anh em ta đâu có tin cái đầu gã xe đâu. Cái đồng hồ đừng gỡ, lấy cái đồng hồ thôi. Khoan, gỡ gì? Rồi trở lại cái cặp bánh mâm. Đó, hàng ghim gắt xe nè, có cái mã vạch luôn nè. Lòng combo mình là chưa xài. Đó. Đây lòng combo mình chưa xài nè, mặt đạn ghim nè. Công ty CWS sản xuất nè. Quá đẹp, mâm Honda nè. Đời 2022 nè, sản xuất tháng 9 nè. Mâm sao bản 16 nè, vỏ 2.5 nè. Rồi một cặp 2.3. Hết sức là đẹp. Mâm ghim gắt xe luôn. Cặp 2.3. Rồi mâm này cho qua. Rồi cái vỏ này thì trở lại cái vỏ này, hiện tại là nó 5 vỏ đó, xin nhắc lại. Thì 450.000 vỏ có cái sao không nghe. Không có cái trước nghe bà con ha. Nè vỏ 225 vỏ tem lửa cho em ăn cầu. Vỏ IGC rồi thấy nè. Magen Thái Lan. Rồi 450.000 bộ. Rồi một cặp. Đây là cục sạc 310 Thái. À, 300.000 cục, anh em gắn vô quay ghim các kiểu vô được hết. Quay alpha lốc trắng, lốc đen, quay 110, quay giấy đít, quay alpha cộng. Đó. Rồi ghim tem lửa, ghim 7 số, ghim lùng gì được hết nha bà con. Hay cục sạc nếu anh em nào bị yếu, đèn đốt rồi nó không có ok thì chúng ta mua cục sạc này chúng ta để vô. À, cục sạc của Quay cho 10 Thái 300.000 một cục, Thái Lan xịn nha. Chưa mới có cặp mâm mà còn cái bánh này đưa lên. Bánh nó quay sao luôn, lít chiên lầu. Rồi Quay cho 10 Thái, rồi hàng ghim xịn đây, mã SH707AA. 4 chân. Quay cho 10, quay cho 10, quay A là vô được hết luôn nha. Quay A, quay alpha, cho 10. Rồi cục sạc này. Cục sạc bên.
300.000 cho qua. Rồi tiếp theo là cặp bánh cho tiếp theo là cặp bánh của Full Chalet. Em còn một cặp duy nhất mới gãi xe, mới 100% luôn, còn 99 nó mới nè. Gucci Full Chalet thì Gucci 1.40, Gucci 1.60 trước 40 sau 60, anh em gắn dây gợt ít Blast rồi đó, mấy dòng xe trăm mờ đó, Full LED, Full Mập rồi đó, quay đầu dò quay LED rồi đó. Thì cái này em còn duy nhất một bộ nha, là 1.3 một bộ. Rồi phần này cho qua, anh em nào có nhu cầu sử dụng cái bánh đó này thì alo em, này là phiên bản thắng đĩa nha, để bằng nha, 1.3 một bộ. Rồi cho qua. Rồi tiếp theo là cặp bánh cọp siêu cọp, thì em đã quay cái clip riêng đi ha, siêu cọp 150, quay cái clip riêng về phần này.